Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy phát cỏ Keorit của Echo. Đây là Echo 343D nha mọi người. Đó. Đời hệ Echo 343. Thì đời này là 34cc để sử dụng nòng 37 ly. Đó. Và em đã được lên bình xăng đời mới, lên bình xăng bình xăng con quả gang ngang nha mọi người, bình xăng mới nhá. Đó, bình xăng 3 tầng nha, cực kỳ tiết kiệm xăng và xài rất là nhạy nổ và dễ sử dụng nha mọi người. Đó. Thì nắp này là nắp xăng kín nha mọi người. Nó sử dụng một cái quả lấy khí trời ở đây ha. Đó, nó sẽ nằm đây. Máy thì còn khá là đẹp. Đây, quay chi tiết cho mọi người xem ha. Nòng 37 nha mọi người. Máy này là máy tầm trung nhá. Anh em có thể quạt lá điều hoặc là mình cắt những cỏ lớn cỏ già rất là ngon ha, cắt ra thì cực kỳ đã luôn. Đó. Dòng này thì tầm trung thì mình làm được đủ các việc hết. Thì tay ga nó sử dụng tay ga cầm hai bên nha mọi người. Đây, cái này nó bằng lỏng ốc này. Đó. Tay ga đây, tay ga bóp như thắng xe đạp nha mọi người. Đó. Và đây là cái đầu bò của nó. Ở bò nó thì cái bộ bát ở nó cũng rất là cứng kín ha. Đấy nha mọi người. Cực kỳ là kín và trơn rất là nhẹ luôn ha. Đó. Đó, thì giá của em này là 2.900.000 đồng nha mọi người. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu em máy này thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Quý khách hàng chỉ việc chốt cọc 200-300 ngàn tùy theo khu vực. Đó, khi nhận hàng thì thanh toán số tiền còn lại. Đây nha mọi người. Đó. Máy khá là đẹp ha. Rồi, giờ em sẽ vào vấn đề nổ nhé. Thì cái đời bình xăng 3 tầng này thì cực kỳ nhạy nổ luôn. Trường hợp để lâu không biết xăng, mọi người chú ý ở dưới này có một cái núm bơm xăng phụ bơm nó đẩy lên. Đó, bên hông này là một cái chuốc cần e này. Đẩy nó lên, giật nó ho một tiếng mọi người đẩy xuống là xài bình thường nhé. Giờ em sẽ khởi động ha. À, móc dây đeo nó treo đây nha mọi người. Treo đây nha mọi người. Không tắt rồi bấm đây nha. Tắt ở đây nha mọi người. Bấm mạnh vô là tắt. Khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua em nhé.